Nguyễn Phương Hằng được phóng thích, Phan Văn Mãi ngủ không yên. Vào ngày 19 tháng 9, báo chí nhà nước loan tin rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã được ra tù trước thời hạn 3 tháng. Trước đó không có thông tin bà Hằng được giảm án trong dịp mùng 2 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, đến ngày 19 tháng 9 thì bà lại được thả ra. Việc thả bà Hằng ngay tại thời điểm ông Tô Lâm chuẩn bị lên đường đi Mỹ làm nhiều người nghi ngờ rằng Đảng dùng bà để đánh lạc hướng dư luận về chuyến đi của ông Tô Lâm. Được biết, vào đầu tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Hằng chính là người có sức ảnh hưởng lớn đến xã hội, nguyên nhân là do bà không ngại đụng chạm đến những tên tuổi lớn, cả trong làng giải trí lẫn giới luật sư. Việc bà lật tẩy những trò lừa gạt, cấu kết của một số người trong giới này cũng khiến cho rất nhiều người phải tức sôi máu, đặc biệt là những kẻ có dính phốt nhưng chưa bị lộ. Bà Hằng bị ghét nhiều nhưng được nhiều người cũng yêu mến. Bà là người gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sợ bà bởi vì sự nổi tiếng của bà. Đối với họ, bất cứ ai có ảnh hưởng lớn đến công chúng thì họ sẽ vùi dập cho tắt ngay. Bà Nguyễn Phương Hằng là một trong những nạn nhân của chế độ như biết bao nạn nhân khác. Vì chính quyền thì luôn dở mọi thủ đoạn để triệt tiêu sự ảnh hưởng của người nhân vật nổi tiếng trước công chúng. Bà Hằng thì không biết sợ, chính quyền đó đã khiến cho những kẻ làm sai phải sợ. Trước khi bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt, bà có một buổi livestream nhắc đến ông Phan Văn Mãi, chủ tịch kiêm phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không bắt kịp bà lúc đó, có thể ông Mãi đã bị dụng mất chức rồi. Không biết sau khi ra tù, bà có tiếp tục livestream bóc phốt nữa hay không? Có lẽ nếu bà dám livestream lần nữa, thì chính quyền sẽ không để bà yên. Tuy nhiên, không ai có thể đoán trước được lòng người. Nếu bà lại tiếp tục livestream và lại moi móc tiếp tục thì sao đây? Những điều bà Hằng muốn khui về ông Phan Văn Mãi đã phải dừng lại sau khi bà bị bắt. Nếu giờ đây bà lại tiếp tục khui ra, thì sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Sức ảnh hưởng của bà vẫn còn rất lớn. Nhiều người rất mong muốn tiếng nói của bà trở lại, và tất nhiên Phan Văn Mãi cũng hiểu điều đó. Bà Nguyễn Phương Hằng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Đại Nam. Bà hoạt động từ thiện rất mạnh, và chính điều đó cũng giúp bà kết nối với nhiều quan chức cấp tỉnh, trong đó có ông Phan Văn Mãi, khi đó là bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Được biết, ông Lê Đức Thọ có tài sản ngàn tỷ, có bộ sưu tập đồng hồ Patek Philippe khủng, cũng từng là bí thư tại Bến Tre. Cũng chính vì có quan hệ với nhiều người trong giới lãnh đạo và giới nghệ sĩ, bà mới hiểu rõ những điều tăm tối phía sau. Loạt livestream kéo dài khoảng một năm để bóc phốt những bảng đen chưa được công khai đã khiến bà trở nên nổi tiếng như cồn. Ông Phan Văn Giang không xa lạ gì vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, và đặc biệt bà Hằng có quốc tịch nước ngoài. Nếu sau khi ra tù, bà ra nước ngoài rồi livestream bóc phốt hàng loạt quan chức thì sao đây nhỉ? Đây cũng là kịch bản hoàn hảo, vì lúc đó ông Phan Văn Mãi có quyền lực trong tay, cũng khó có thể bịt miệng được bà khi bà không còn ở tại Việt Nam. Sau một lần bị hại, có lẽ bà Hằng sẽ cảnh giác hơn. Tuy nhiên, bà có từ bỏ những việc bà đã làm hay không thì vẫn còn là câu hỏi. Nếu bà tiếp tục, có thể sẽ khiến không ít quan chức phải ăn không ngon, ngủ không yên. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Nguyễn Phương Hằng được phóng thích, Phan Văn Mãi ngủ không ngon. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Sợ Tô Tổng nuốt lời, phe quân đội đòi ăn chia sớm. Mỗi năm có hai kỳ hội nghị trung ương chính thức. Kỳ đầu đảng thường nhóm họp vào tháng 5, kỳ sau nhóm họp vào tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên, hội nghị trung ương 10 lần này, trung ương đảng lại cho nhóm họp vào ngày 18 tháng 9, sớm hơn thường lệ rất nhiều. Vậy câu hỏi đặt ra là nguyên nhân do đâu? Tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Trung ương Đảng vào 26 tháng 8
ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội đã thông báo với báo chí rằng việc bầu chức danh Chủ tịch nước sẽ được tiến hành tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2024. Đây cũng là dự định thông thường của Đảng, bởi kỳ họp Hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra khoảng vào tháng 10, như bao kỳ họp hội nghị lần thứ nhì trong năm trước đây. Tuy nhiên, giờ đây Trung ương Đảng lại nhóm họp sớm hơn. Vì lý do gì lại như vậy? Thường thì Hội nghị Trung ương là lúc Đảng đánh giá giai đoạn thực hiện của kế hoạch 5 năm do Đại hội Đảng đề ra. Nói đơn giản là Hội nghị Trung ương là những lần chia nhỏ kế hoạch 5 năm để thực hiện cho đúng tiến độ. Tuy nhiên, những năm gần đây, chuyện quốc gia đại sự tại Hội nghị Trung ương đã phải nhường chỗ cho màn ăn chia quyền lực, chia ghế sau khi những trận đấu đá đã có kết quả. Họ đấu nhau liên tục đến nỗi các kỳ họp Hội nghị Trung ương chính thức không đủ, họ phải tổ chức thêm hàng loạt kỳ họp Trung ương bất thường. Ở Hội nghị Trung ương 10 lần này, rất có thể ông Tô Lâm sẽ chính thức nhả ghế Chủ tịch nước để kỳ họp tiếp theo của Quốc hội thực hiện nghĩa vụ gật đầu là xong thủ tục. Tuy nhiên, ông Tô Lâm có nhả chức Chủ tịch nước như đã hứa hay nuốt lời thì vẫn chưa rõ, còn phải chờ kết quả mới biết được. Có thông tin cho rằng sở dĩ Trung ương Đảng phải nhóm họp sớm hơn thường lệ vì phe quân đội sợ Tô Lâm nuốt lời nên phải đòi ghế này càng sớm càng tốt. Nếu thông tin này là sự thật thì có thể thấy Trung ương Đảng vẫn còn đang đấu nhau rất quyết liệt. Phe quân đội kiên quyết đòi Tô Lâm phải chia sẻ quyền lực. Nếu ông Tô Lâm chấp nhận nhả ghế thì xem như ông đã có bước lùi đầu tiên kể từ khi phát động cuộc đảo chính mềm cho đến nay. Hội nghị Trung ương lần này được xem là hội nghị bất thường, dù lấy danh nghĩa là hội nghị chính thức, vì các phe phái đánh nhau liên tục và cứ mỗi lần có phe giành được lợi thế thì lại phải họp hành để mà chia chác chiến lợi phẩm. Từ Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 đã diễn ra hai cuộc họp bất thường. Nếu bây giờ lại họp bất thường lần nữa thì rất khó che đậy trước dư luận. Việc ông Tô Lâm phải nhường ghế Chủ tịch nước chưa phải là kết quả cuối cùng. Sau Hội nghị Trung ương 10, các phe phái sẽ lại tiếp tục đánh nhau. Thông thường, Hội nghị Trung ương 11 sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2025. Như vậy, từ Hội nghị Trung ương 10 đến Hội nghị Trung ương 11 sẽ kéo dài 8 tháng. Khoảng thời gian này là quá lâu. Rất có thể giữa hai kỳ Hội nghị Trung ương tới còn có nhiều kỳ họp bất thường khác. Ông Tô Lâm nên làm Tổng Bí thư trong hoàn cảnh đa số trong Đảng không tâm thục phục khẩu phục. Đây chính là mầm họa về sau đối với ông ta. Khi ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư, dù trong tay không có binh hùng tướng mạnh như Tô Lâm, nhưng ông Trọng được nhiều người ủng hộ, trừ Nguyễn Tân Dũng và các đồ đệ. Còn với ông Tô Lâm, ngoài những đồ đệ gốc Hưng Yên và ít ỏi người có quan hệ thân thiết với ông Tô Quyền, thì Tô Lâm chẳng được lòng ai. Đặc biệt, phe quân đội đang cho thấy họ không muốn bị Tô Lâm dắt mũi kiểm soát. Càng nhiều hội nghị bất thường thì càng chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất bất ổn. Tô Lâm ngồi trên ngai vàng trong một đảng phái chia rẽ, căm ghét và thậm chí căm thù lẫn nhau. Đấy là mầm họa lớn cho ông về sau này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin sợ Tô Lâm nuốt lời, phe quân đội đòi ăn chia sớm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.